Chào các bạn, hiện tại mình đang quay là cái giỏ của con Xiaomi Redmi Note 5 nha các bạn. Thì giỏ này hiện tại bên mình có 3 màu, màu đen, màu xanh với màu vàng. Giỏ này nó có luôn là kính cam với nút volume với nút nguồn nha các bạn. Trong quá trình các bạn xài mà giỏ bị chạy xấu hoặc là bị bể thì các bạn muốn thay giỏ thì giỏ này bên mình đang có sẵn hàng. Các bạn thay thì tới ngồi chờ khoảng 2 đến 3 tiếng là xong các bạn. Còn những bạn ở xa mà không có điều kiện tới thay thì các bạn có thể mua về rồi ra tiệm nhờ kỹ thuật thay. Các bạn cứ liên hệ số điện thoại bên trên đó, mình sẽ tư vấn và gửi hàng cho các bạn. Giỏ này là full các bạn, sườn rồi giỏ nắp lưng luôn các bạn, ba màu. Cảm ơn các bạn đã xem clip.